sao vậy? Xe cháu bị xịt hơi à? Cháu ngồi xe nhà cô đúng không? Vâng. Đi lên xe đúng không? Vâng ạ. Sao không gọi cứu hộ cho cô? Cháu ngại. Trời ơi. Và khách nhà Minh Nhật đang bị thủng trong giữa đường thì nhưng hiện đây Minh Nhật cất xuống xe để cứu hộ trên mạng là cũng nên lên một cái video để nói cho khách hàng nhà Minh Nhật biết rằng là Minh Nhật ấy thì luôn luôn là cứu hộ với khách hàng mua xe nhà mình trong trường hợp là thủng xăng thủng lốp giữa đường nhá mọi người nhá. Và cháu bị thủng xăng một đoạn dài đúng không? Cháu vâng, cháu bị thủng xăng từ đoạn cách đây cũng. Sao cháu không gọi cho cô? Tại vì cháu ngại. Không ngại mọi người nhé. Mọi người chúng ta mua xe nhà Minh Nhật chúng ta được quyền lợi là được cứu hộ tận nơi miễn phí này, chúng ta không được ngại. Cháu hiểu không? Vâng. Này đâu, cái thộng này đâu? Có ạ. Đấy mệt mệt khổ chưa? Nắng như thế này mà rất bộ. Đó nha mọi người. Với cả phụ huynh mà cũng xem được video này thì cũng dặn con em của mình là khi mà đã mua xe nhà Minh Nhật thì chúng ta sẽ được là cứu hộ tận nơi miễn phí này, hoặc là trong trường hợp mà không đi được cũng được Minh Nhật cứu hộ tận nơi miễn phí, hoặc là thủng xăng tại trường cũng được Minh Nhật đến tận trường để xử lý luôn nha mọi người. Đấy là những quyền lợi mà của các bạn mua xe nhà Minh Nhật chúng ta được những quyền lợi đó thì mình phải gọi đến cho Minh Nhật trước. Tại sao lại bị thủng xăng mà không gọi, đúng không cháu yêu? Vâng. Nhật sau rút kinh nghiệm nhé. Vâng. Tất cả vấn đề gì về xe thì alo cho Minh Nhật. Vâng. Đó, cô thì không hứa là sẽ là nhanh nhất có thể đâu, nhưng mà cô sẽ hứa là sẽ đến nhanh nhất, đúng không? Vâng. Để đồng hành cùng cháu. Các bạn mua xe nhà Minh Nhật ấy thì Minh Nhật sẽ luôn luôn hứa rằng và cam kết và chắc chắn một điều rằng là sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trên mọi đều được, đồng hành của các bạn đến khi nào các bạn không đi xe nhà Minh Nhật nữa thì thôi, lúc đó thì Minh Nhật mới hết đồng hành, còn cứ đi xe nhà Minh Nhật thì Minh Nhật còn đồng hành của các bạn, còn cứu hộ cho các bạn, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó là cái mà Minh Nhật cam kết với mọi người nha mọi người. Đây là bố mẹ phụ huynh chúng ta hoàn toàn yên tâm khi chúng ta mua xe tại Minh Nhật. Cháu tên là gì nhỉ? Cháu tên là Phương. Phương đúng không? Phương ở Trường Yên à? Vâng. Trường Yên. Đó, Phương thì mua xe này được nửa tháng đúng không nhỉ? Vâng ạ. Đó, trước mặt mọi người là mẫu xe máy điện GVC mà bạn Phương đã mua cách đây nửa tháng rồi. Đây cũng là cái mẫu xe máy điện mà Minh Nhật bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Mẫu này thì mọi người thấy là form của nó rất là khỏe khoắn này và đẹp, đèn của nó đèn dạy led siêu sáng luôn mọi người nhá. Đó, cái dạy led này này sáng cực kỳ luôn. Và cái mẫu này thì rất là phù hợp với cả nam cả nữ, thon gọn. Chúng ta để trong trường học của chúng ta nó sẽ không lo bị xích xe đâu mọi người. Vì mẫu này nó rất là thon gọn và rất là không cồng kềnh, như là cái tỷ lệ mà xước xe trong trường học dường như là không có nha mọi người. À, cháu đi trong nửa tháng đi chứ cảm thấy mẫu này thế nào? Cháu cảm thấy nó em, nói chung là ok ạ. Ok đúng không? Vâng. Chỉ qua hôm nay hơi đen một tí đúng không? Vâng. Hơi đen. Đó, đen đằng sau rút kinh nghiệm để gọi cho cô nhé.